Máy hiệu gì anh? Hả? G mấy? G450 hả? Xài làm mấy anh? 5 năm à? Bao nhiêu mắt xích à? 30 mắt à? Máy thấy cũ mà cắt ngon quá anh ơi. Đây các bạn, đây là máy cưa G450 nha các bạn. Máy cưa xích G450. Tại nó bị lâu ngày quá nó mất cái làm không bạn, nhìn thấy nó cũ gì chứ thấy nó cưa rất là ngon các bạn. Này xài lâu năm 30 mắt xích nha các bạn. Đấy. Từ sớm giờ mình quay ảnh cưa mấy cái cây gỗ cho các bạn xem đó, quá trời cưa, mấy cưa này cưa tuyệt vời các bạn ạ. Thấy nó cũ mà nó cưa bén quá bén luôn các bạn, ngọt quá ngọt luôn. Này các bạn nào có xài mấy cưa gia đình thì mình mua mấy loại mấy cưa này xài cũng được nha các bạn. Đấy, ở ngoài trước thì là nhớt, ngoài sau đó là xăng nha các bạn. Đấy, giờ anh đang châm xăng đó các bạn, châm xăng ở ngoài sau chỗ cái tay ga nha, còn nhớt là ở ngoài trước chỗ làm nha các bạn. Hôm nay mình review chia sẻ máy cưa gây 450 cho các bạn xem nha. Nãy giờ ảnh cũng cắt cây đó các bạn, rất là hay các bạn, tuyệt vời. Rồi chắc mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Nếu các bạn xem video thấy hay thì cho mình xin một like nha, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những video cưa cây và máy cưa hiệu gì mình giới thiệu cho các bạn cùng xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.